Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện nhất tiếu, truyền thể thành phim Hoàn Tâm Ký của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. chương 41 Khi nhất tiếu đã đứng vững, Phượng Kỳ Sơn điềm nhiên ra lệnh, bắt đầu đi. Phụ vương, người còn yêu thần phi sao? Phượng Tùy Ca đột một hỏi, Phượng Kỳ Sơn ngạc nhiên, nhíu mày đáp, hỏi chuyện này để làm gì? phụ vương vẫn luôn dùng ái diễn dương, có lẽ là vì thần phi, cho nên đến nay, thần phi vẫn còn sống mãi trong lòng phụ vương, phải không? Phượng Tùy Ca nói, đồng thời từ tay cấm vệ lấy ba mũi tên, cẩn thận xem xét từng cái, phụ vương luôn giữ thần phi trong lòng, dù bên cạnh có người khác, nhưng không ai có thể thay thế thần phi trong lòng phụ vương, đúng không? Phượng Kỳ Sơn gật đầu, đúng là như vậy, Tùy Ca, người nói như thế này, chẳng lẽ muốn nói rằng nếu nàng chết, người cũng sẽ nhớ mãi sao? Nói xong, ông nhìn phó nhất tiếu, cười lạnh, hoặc là thế này đi, ta cũng không muốn làm mất hòa khí. Nếu nàng chịu cúi đầu nhận lỗi, mọi chuyện trước kia sẽ được bỏ qua hết. Nếu nàng dễ dàng cúi đầu như vậy, Nhi Thần đã không yêu nàng, Phượng Tùy Ca khẽ cười. Thật ra, đối với Nhi Thần, tình cảm với Nhất Tiếu không chỉ là yêu đơn thuần. Tuy không thể chia sẻ máu thịt cùng sinh mệnh, nhưng trên đời này chẳng có gì có thể chia cắt nhi thần với nàng. Phượng Kỳ Sơn đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói, người muốn nói nếu nàng chết thì ngươi cũng sẽ không sống một mình sao. Bầu không khí như ngưng động lại, trong căn phòng rộng lớn hoàn toàn không có một tiếng động nào. Phượng Tùy Ca không nhìn thấy nhất tiếu nữa, trong mắt chỉ còn Phượng Thoa cùng chuỗi ngọc lấp lánh treo lơ lửng. Tâm chàng muốn tĩnh, trong lòng thầm niệm, mục tiêu của ta là phượng thoa, không phải chuỗi ngọc. Nhất tiếu lặng lẽ lau mồ hôi đẫm trên lòng bàn tay lên lớp vải áo, dù không sợ chết, nhưng đối mặt với ánh thép sắc lạnh của mũi tên, bảo nàng không hồi hộp thì thật là dối lòng. Tuy vậy, nàng không thể lùi bước, càng không thể để lộ chút yếu mềm nào. Dù có phượng tùy ca bảo vệ đến đâu, nàng vẫn chỉ là một chắc phi không danh không phận, phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của túc xa trong lòng bất giác hiện lên lời căn dặn từ xưa nhà đầu trên đời vô dụng nhất chính là cây dũng của kẻ thất phu dù có tràn đầy nhiệt huyết võ nghệ cao cường song quyền cũng khó địch nổi tứ bề vây công muốn tung hoành thiên hạ chỉ có thể nhờ vào trí tuệ đường đời này không dễ đi nhưng chỉ cần con hiểu thấu những lời ta dạy thì không có gì không vượt qua được lời căn dặn ấy quả không sai nhưng người xưa ơi liệu có thể dạy cho nhất tiếu cách làm sao để có thể dùng trí tung hoành thiên hạ hay không? Nàng chỉ hiểu rằng, trong cuộc chiến giành tự do này, muốn thắng và thắng thật đẹp thì phòng thủ tuy quan trọng nhưng không phải chính yếu. Bất cứ cơ hội phản kích hay uy hiếp nào, dù chỉ là thoáng qua, cũng không thể bỏ qua. Bởi biết đâu, chính điều nhỏ nhặt ấy lại là bước ngoặt cho toàn cuộc chiến. Nàng khẽ mỉm cười, phải thắng dù biết chắc mũi tên này nhất định sẽ trúng nhưng ngay lúc mũi tên rời khỏi tay phượng tùy ca vẫn không kiềm được mà nhắm mắt lại mũi tên lao vút trong gió đâm trúng phần mọc phượng duyên dáng ghim sâu vào bức tường phía sau nhất tiếu cùng lúc ấy trong sảnh vang lên tiếng hò reo của tần y trúng rồi phượng tùy ca không lấy ngay mũi tên thứ hai cấm vệ giơ mũi tên lên giữa không trung nếu ta không thể đảm bảo sau mũi tên thứ hai Người vẫn muốn ta tiếp tục sao? Phượng Tùy Ca bình thản hỏi. Nếu phải thêm hai vết thùng, ta thả là nó nằm trên tay ta. Đừng nói nữa, tập trung vào dây cung đi, nhất tiếu vững vàng đáp lại. Phượng Tùy Ca với vẻ mặt vô cảm nhận lấy mũi tên thứ hai. Chiếc cung tham lang đặc chế giúp tầm bắn chuẩn xác, và tuy chàng có thể kéo căng cung dễ dàng, nhưng trong lòng không sao giữ được bình tĩnh. Chỉ cần tay hơi lệch một chút, mũi tên có thể lao thẳng vào nhất tiếu. Càng ép bản thân bình tĩnh, Phượng Tùy Ca lại càng thấy khó lòng giữ được bình tĩnh. Muốn tay chân vững vàng lại chỉ càng thấy run rẩy, dây cung đã căng hết mức, chàng cảm thấy rõ từng cơ bắp trên người đều co rút lại, từng lỗ chân lông khép chặt, giúp chàng gom toàn lực không chế chiếc cung tham lang như muốn vồ lên ngấu nghiến. Mũi tên thứ hai, lệch đi đôi chút, nhưng mũi tên vẫn đập vỡ viên ngọc trên miệng phượng khiến chuỗi chân châu rơi tung tuế đầy mặt đất. Chúng lăn tách tách một lúc mới nằm yên. Phượng Tùy Ca không còn tâm trí nghe tần y nhảy cẫng hay gieo hò gì nữa. Chàng vội vàng đặt mũi tên thứ ba lên cung, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc sự tra tấn này. Hoàng tử, chậm một chút, tần dự bỗng nhiên gọi chàng lại. Khi quay đầu lại, Phượng Tùy Ca thấy tần dự đưa ra một viên huyết ngọc to bằng quả trứng bồ câu trước mặt, đây là bảo vật hộ thân truyền đời của nhà họ tần có công dụng bình tâm tĩnh khí hoàng tử cầm lấy trong chốc lát đi tiếng bàn tán xung quanh lập tức nổi lên phượng tùy ca cảm kích nhìn tần dự nhận lấy viên huyết ngọc rồi nắm chặt trong tay phượng kỳ sơn cười gượng nói lão tần quả thật không thiếu bảo bối tần dự thản nhiên đáp cũng nhờ quốc chủ ban phúc nếu không có đức của ngài chỉ e túc xa còn chìm trong chiến loạn nghe hoàng tử thân thủ xuất chúng hôm nay được thấy tận mắt quả là một chuyến đi đáng giá chỉ tiếc cây châm của tĩnh phi bị hỏng mất vừa hay lão tần mang theo một chiếc mọc châm quý nếu tĩnh phi không chê là đồ thô lậu ngày mai ta sẽ sai người đem châm đến dâng tặng tĩnh phi che miệng cười đáp lão tần thật biết cách nói bổn cung xin đa tả phượng kỳ sơn cũng không thể nhịn được mà bật cười nếu đồ của lão tần mà là đồ thô lậu e rằng toàn bộ túc xa chỉ còn cát đá. Trong khi bên kia đang trò chuyện, ánh mắt Phượng Tùy Ca đã trở nên sáng rõ. Chàng mỉm cười trả lại huyết ngọc cho Tần Dự, khẽ nói lời cảm tạ. Tần Dự chỉ vỗ nhẹ vào cánh tay chàng rồi lùi về một bên. Phượng Tùy Ca vững vàng nâng cung tham lang lên, giữ vững tư thế, mũi tên như sao băng rít gió lao đi, ghim thẳng vào bức tường. Giữa sân im lặng một hồi, rồi bỗng bùng lên tiếng tán thường. Nhất Tiếu cúi đầu chào Phượng Kỳ Sơn, sau đó nhẹ nhàng chạy tới bên cạnh Phượng Tùy Ca, khẽ chọc vào vai chàng, "Đừng mong ta cảm ơn ngươi, ta chỉ muốn cảm ơn Tần Tiên Sinh thôi." Phượng Tùy Ca cười, đưa cây cung tham lang qua, "Đúng là nên cảm ơn lão Tần. Nếu không nhờ viên huyết ngọc gia truyền của ông ấy," Tần Y bật cười khanh khách, Nhất Tiếu trừng mắt liếc chàng một cái, "Ngươi đã bao giờ thấy đai lưng gia truyền chưa?" Thấy Phượng Tùy Ca có vẻ chưa hiểu, Tần dự cười đưa viên huyết ngọc ra, hoàng tử tự xem đi. Phượng tùy ca nhận lấy, nhìn kỹ mới thấy viên ngọc đã nứt vỡ và có đường chỉ nối lại. Tần dự cười nói, khi lo lắng sẽ dễ mất bình tĩnh. Lão tần sợ hoàng tử bắn mũi tên hấp tấp nên mới dùng hạ sách này, mong hoàng tử thứ lỗi. Phượng tùy ca thở dài nói, lão tần dụng tâm khổ nhọc, sao có thể gọi là có lỗi. Nếu không nhờ lão tần, có lẽ mũi tên cuối cùng đã gây ra đại hỏa. Nhất tiếu phỉ cười, bắn chúng ta cũng chẳng phải đại hỏa, nếu là trời đất xoay chuyển. E rằng, đến đây, nàng mỉm cười, chắp tay cảm tạ tần dự, đa tạ tần tiên sinh. Tần y liếc nhìn mọi người, bước nhanh tới nắm lấy tay phượng tùy ca, ngọt ngào nói với phượng kỳ sơn, phượng ca, ca thật lợi hại. Quốc chủ, tiểu y có thể học bắn tên từ hoàng tử được không? trên mặt Phượng Kỳ Sơn vẫn giữ nét thản nhiên, mỉm cười gật đầu. Chương 42. Bên kia, dịch vào một chút, bên kia kia, gỗ mục, không phải bên đó, Tuyết Ảnh đứng ở hành lang của phủ tướng quân, khoanh tay nhìn xuống từ trên thang chữ A, tức giận đến mức dậm chân, kêu người giúp một tay mà cũng không xong, xuống ngay. Để ta tự làm. Gỗ mục với vẻ mặt ủ rũ, kéo váy bỏ xuống, miệng lẩm bẩm oán trách, tiểu thư chỉ bảo bên kia, bên kia, mà sau lưng gỗ mục đâu có mắt, làm sao mà biết là đâu. Mà nói chứ, việc này từ bao giờ, ai ra, vừa mới đặt chân xuống, gỗ mục đã bị tuyết ảnh kéo thẳng từ thang xuống dưới. Tuyết ảnh đã sẵn sàng, vén phần váy dài lên nhét bên hông, mặc kệ vẻ mặt sắp mất của gỗ mục, trèo lên thang, vừa trèo vừa dặn, gỗ mục, người ra đứng ở bên kia canh gác, nếu có ai đến, nhất là cha ta, nhất định phải chạy qua đỡ ta xuống. Gỗ mục đáp một tiếng, rồi hỏi thêm, vậy, nếu cô ra đến thì sao? Cô cái đầu người đó, tuyết ảnh ngồi vững trên đỉnh thang, bắt đầu sắp xếp lại mấy vòng hoa bị gỗ mục làm dối, còn chưa có thành thân đâu, gọi là gì cô ra? Hắn sáng nay đi sớm để đón cha mẹ chồng, chắc là chưa về ngay đâu. Gỗ mục lẩm bẩm nói không cho gọi cô ra, mà tự mình lại gọi cha mẹ chồng. Người vừa nói cái gì đấy? Tuyết ảnh quay đầu lại, trợn mắt nhìn, ta nghe thấy rồi, gỗ mục vội xua tay, tiểu thư, tiểu thư nghe nhầm rồi, ta chỉ nói cô cô bá bá thôi mà. Thấy tuyết ảnh vẫn trừng mắt, gỗ mục lùi lại một bước, vậy, tiểu thư, ta có nên đi xem không? Ninh thúc thần đi vòng qua hành lang, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng như vậy. Trên đỉnh thang cao, một nữ tử nhỏ nhắn ngồi ôm cả đống vòng hoa nhiều màu sắc vừa sửa soạn vừa lẩm bẩm lầu bầu theo con mắt thế tục nhìn vào nàng quả thật không đoan trang chút nào mái tóc dài chỉ buộc thành một bím đơn giản rũ xuống bên người váy cuốn cao lộ cả mắt cá chân trắng nõn đôi giày thêu sỏ hờ ở đầu món chân theo nhịp chân đông đưa trông cũng rất thú vị tuyết ảnh sửa soạn xong cẩn thận đứng lên bắt đầu từng chút một treo vòng hoa lên mái hiên cha thật keo kiệt sinh ta ra thấp bé như này một giọng nói trêu chọc bên trong, dấu lớn dấu bé sao ngươi không nói là mẹ ngươi sinh ra ngươi thấp bé chứ, hại ta phải leo cao thế này chỉ để treo vòng hoa, gỗ mục, chẳng lẽ ngươi muốn không cần thang sao, lại còn giấu thanh đao ở trên xà nhà nữa. Chợt lơ đãng, vòng hoa trên tay rơi thẳng xuống, nàng bực bội, đáng ghét thật. À, muốn ta giúp không, giọng nói ôn hòa vang lên từ xa, làm tuyết ảnh giật mình. Nhìn kỹ lại, thì ra là một văn sĩ trung niên không quen biết, nàng mới yên tâm, nhưng vẫn nhíu mày, đại thúc, ngài tới dự hôn lễ à? Khi vào đây, ngài không thấy ai sao? Nghe nàng gọi mình là đại thúc, ninh thúc thần mỉm cười, ta vừa mới đến, đi từ tiền viện đến đây, thấy ai cũng vội vã, nên ta tự đi dạo một chút, tiện thể xem nơi nào cần giúp đỡ. Ninh thúc thần vén vạt áo lên hông, nhặt vòng hoa rồi bắt đầu trèo lên thang, người xuống đi, để ta làm cho ngươi là hạ nhân phủ tướng quân sao việc thế này sao không để nam phó làm giao toàn bộ vòng hoa cho ninh thúc thần tuyết ảnh chậm rãi bỏ xuống đại thúc ngài là thân thích của tướng quân ninh phải không hắn đi đón thái gia và lão phu nhân có lẽ sẽ về muộn coi như là thân thích ninh thúc thần ngẫm nghĩ rồi đáp tướng quân nhà ngươi gần đây khỏe không phu nhân tướng quân thì thế nào có tốt với các ngươi không ý ta là vị sắp thành thân này ninh thúc thần vừa hỏi xong tuyết ảnh đã nhảy dựng lên kêu lên hắn lại còn có phu nhân khác trước giờ chưa bao giờ nói với ta tuyết ảnh vội che giấu bằng một tiếng ho nhẹ ta mới đến không lâu đại thúc ngài nhích chân trái vào một chút kẻo ngã vừa rồi ngài hỏi về phu nhân của tướng quân phải không phu nhân ừm vừa đẹp lại vừa hòa nhã hạ nhân trong phủ ai cũng quý nàng tuyết ảnh ngẫm nghĩ cũng khoảng hai tháng hơn một chút tuyết ảnh ngạc nhiên hỏi hắn có bệnh cũ gì sao nhìn không ra chút nào tiểu thư gỗ mục bỗng nhiên hét lên từ phía xa rồi chạy vội lại tướng quân ninh đã trở về kêu tiểu thư ra phía trước kia dường như không để ý tới ninh thúc thần đang đứng trên thang nàng chỉ lo xoay quanh tuyết ảnh váy váy này mau chỉnh lại váy giày nữa thay quần áo tóc cũng phải làm lại, nhanh 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 nào. Tuyết ảnh luống cuống chỉnh lại quần áo, vừa mắng, bảo ngươi trông giao lộ, thế mà lại chạy đi lười biếng ngủ đâu đó. Nếu không có ai thì ta gọi ngươi làm gì? Tuyết ảnh trừng mắt, có người đến ta mới biết ngươi trốn đi lười biếng, may mà là người lạ, chứ nếu cha ta thì sao? Hoặc nếu Ninh Phi về dẫn cha mẹ chồng vào thì làm sao hả? Tuyết ảnh trống hông, ngươi đứng ở chỗ nào của giao lộ vậy? Tuyết Ảnh vội chạy hai bước, chợt nhớ tới người đang trên thang, bèn quay lại nói, "Đại thúc, ngài vào phòng khách nghỉ ngơi trước đi, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Mấy thứ này cứ để đó, lát nữa ta sẽ dọn. Ta đi trước nhé, có gì cần ngài cứ nói với hạ nhân, đừng ngại." Nói xong, nàng nhanh chóng phẩy tay, chẳng chờ Ninh Thúc Thần đáp lại, rồi vội vàng chạy đi. Ninh Thúc Thần ngẩn người đứng trên đỉnh thang, đến khi bóng dáng hai chủ tớ biến mất hẳn, ông mới hoàn hồn lại, lẩm bẩm, lại xinh đẹp, lại hòa nhã. Ha ha ha. Ninh Phi đang nói chuyện với mẫu thân, Vân Mặc Hinh, trong chính sảnh thì thấy Ninh Thúc Thần từ ngoài đi vào. Ninh Phi reo lên, chạy đến, "Cha đi đâu thế? Con vào mà chỉ thấy mẫu thân, con tưởng cha giận không đến." Vân Mặc Hinh cười, "Ông ấy chỉ là mặt lạnh dọa con thôi. Phi, lại đây ngồi, đừng để ý đến cha con." Ông ấy nghe tin là mừng thầm, suốt mấy ngày rồi chẳng ngủ ngon, nằm mơ còn cười. Thấy rồi à, cảm thấy thế nào? Vân mặc hình hỏi dồn dập Ninh Thúc Thần cười mà không nói, nàng chắc sẽ tới ngay thôi, tự mình nhìn sẽ rõ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 43. Tiếng ngọc bội trong trèo vang lên khi một tỷ nữ mặc áo đỏ tiến vào. Nàng nhẹ nhàng vén tấm rèm thêu hoa văn phúc thọ bằng kim tuyến để lộ một dáng người thiếu nữ mảnh mai, yểu điệu. Trong tay nàng cầm chiếc quạt tròn bằng lụa trắng, nửa che mặt, hàng mi dày rũ thấp tạo nên vẻ trang trọng. Bước chân nàng nhẹ nhàng qua bậu cửa, tà váy lụa tím châm đất như làn sóng nước lan tỏa. Ninh Phi tiến đến, nắm tay nàng và nói, nào, gặp cha mẹ ta đi. Tuyết ảnh cúi đầu chào, lăng tuyết ảnh bái kiến đại thúc. Nàng kinh ngạc kêu lên, suýt nữa để rơi chiếc quạt tròn trong tay. Ninh thúc thần cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn. Tuyết ảnh đỏ mặt, liền định trốn sau lưng Ninh Phi. Nhưng Ninh Phi kéo nàng lại, hỏi, sao thế, trốn làm gì? Vân mặc hình tiến lên, vỗ tay Ninh Phi trách móc, ngươi còn không nhìn ra à? Phần lớn là do cha ngươi trước đây chiêu chọc nàng, bà nắm lấy tay tuyết ảnh, tên là tuyết ảnh, phải không? Đừng sợ, hai người họ ngồi với nhau là lại gây ồn ào đến mức nhà cửa không yên tuyết ảnh bối rối đáp là tuyết ảnh thất lễ ninh phi bối rối hỏi rốt cuộc là chuyện gì vậy ninh thúc thần nhìn vợ mình rồi miễn cưỡng giữ vẻ nghiêm nghị đáp thực ra cũng chẳng có gì khi nãy ta gặp nàng ở hậu viện nàng tưởng ta là khách đến dự lễ còn ta thì nghĩ nàng là người hầu trong phủ tướng quân hắn không nhịn được mà khẽ cười chúng ta chỉ nói vài câu thôi sau đó các ngươi tới ta nghĩ rằng bá phụ cũng như thế cho nên tuyết ảnh ngập ngừng ninh thúc thần tò mò hỏi giống thế nào tuyết ảnh bột miệng chính là giống như ninh phi thôi ninh phi lập tức trợn mắt ta như thế nào tuyết ảnh trừng lại hắn một cái rồi cúi đầu không đáp phi sao con lại dễ dàng nổi giận như thế vân mặc hình nhẹ nhàng trách mắng không để ninh phi giải thích bà quay sang an ủi tuyết ảnh hắn từ nhỏ đã được ta chiều chuộng nên sinh ra cái tật nói chuyện lớn tiếng. Lần trước về nhà, hắn cùng mấy người bạn đi tửu lầu, ta tình cờ đi ngang qua ngoài đường, còn nghe thấy tiếng hắn cười đùa từ trên lầu vọng xuống. Tưởng là hắn đang cãi nhau với ai đó, nhưng khi lên kiểm tra thì hóa ra là đang tán gẫu thôi. Mẹ, Ninh Phi xấu hổ, gãi đầu nói, nói chuyện hay hơn một chút có được không? Vân mặc hình đắc ý ngẩng cao cằm, Xem ra cha ngươi nói không sai, cưới vợ vào là lập tức yên phận. Từ nay không có việc gì nhiều, ở nhà mà chăm sóc Tuyết Ảnh, đừng học thói xưa của cha ngươi, suốt ngày lấy cớ công việc mà lượn quanh thanh lâu. Ninh Thúc Thần và Ninh Phi đồng thời ho lớn, Vân Mặc Hinh cũng vội đổi chủ đề, "A, à, Tuyết Ảnh, ngươi đến xem, có bao nhiêu đồ vật là mang cho ngươi đấy." Bà bắt đầu kéo Tuyết Ảnh ra ngoài, nghe nói Ninh Phi sắp thành thân, thân thích ai nấy đều mang đến bao lớn bao nhỏ cho gia đình. rèm cửa khẽ buông xuống sau lưng hai người, trong phòng chỉ còn lại hai cha con nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Ninh Phi sờ mũi, cười khổ nói, đột nhiên con cảm thấy mắt nhìn của con và cha không tệ chút nào. Ninh Thúc Thần cười lớn, vỗ vai Ninh Phi, tất nhiên rồi. Ai bảo chúng ta là cha con chứ? Hạ tĩnh thạch buông bút, mệt mỏi xoa giữa chán, rồi đứng dậy mở cửa. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, nhưng yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của binh lính tuần tra đêm. Trên bầu trời không có một ngôi sao nào, mây đen kéo đến chịu nặng, xem ra sắp có một cơn mưa lớn. Hắn đóng cửa lại, ngồi trở lại bàn và tiếp tục viết nhanh. Quả nhiên, chưa đến nửa nén hương, bên ngoài gió bão gào thét, sấm chớp đan sen. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tung cửa sổ, làm tắt đèn và cuốn tung các trang giấy trên bàn. Hạ tĩnh thạch đành phải buông bút, nhặt từng trang giấy rơi tản mát khắp nơi, xếp lại gọn gàng và đặt chặn giấy lên. Sau đó, hắn ngẩn người một lúc, rồi thở dài, rời khỏi thư phòng. Cơn gió mang theo những hạt mưa lớn đập vào người hạ tĩnh thạch, khiến mọi sự oi bức và áp lực như tan biến. Một làn hơi lạnh lan tỏa, hắn dựa vào lan can, để mặc những giọt mưa rơi xuống cơ thể. Chỉ còn 2-3 ngày nữa là đến hôn lễ của Ninh Phi và Tuyết Ảnh, sau đó hắn sẽ cùng Phượng Hí Dương đến Thánh Thành Yết Kiến Thánh Đế. Không hiểu vì sao, từ khi trở về từ Túc Sa, hắn luôn cảm thấy bất an, đôi khi còn bị một nỗi u tối vô hình đè nặng đến nghẹt thở. Ban đầu, hắn luôn lo lắng liệu nhất tiếu có gặp điều gì bất chắc không, nhất là sau khi Tuyết Ảnh vào thư phòng hỏi xin châm lưu ly của nhất tiếu, hắn càng thêm khẳng định lo lắng của mình. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra những lo lắng trước đó là thừa thải. Phượng Tùy Ca dù tính tình nóng này, nhưng khi đưa Nhất Tiếu về bên cạnh hắn, Phượng Tùy Ca đã chứng minh được bản thân. Đó là một người đàn ông có đủ sức mạnh và dũng khí để bảo vệ Nhất Tiếu, cũng là người có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn còn một nỗi buồn nặng nề không thể nguôi ngoai? Một tia chớp lóe lên trước mắt khiến hắn thoáng giật mình. Từ trước đến nay, nếu gặp dông bão như vậy, Nhất Tiếu sẽ luôn nhìn chằm chằm lên trời. Mỗi khi tia chớp lóe sáng, nàng lại hét lớn, cứ hét cho đến khi tia chớp và tiếng sấm tan biến hẳn, rồi nàng mới đứng thẳng dậy và cười ha ha. Chỉ cần Ninh Phi ở bên, chàng cũng sẽ vui vẻ điên cuồng cùng nàng. Có lần có người hỏi vì sao nàng lại hét lớn như vậy, Nhất Tiếu cười trả lời, ông trời đánh sấm để bắt yêu quái làm hại nhân gian nhưng đôi khi vì sơ xuất mà làm hại cả những sinh linh vô tội vì vậy nàng muốn hét lên khi xét đánh để ông trời biết dưới đất vẫn còn người để ông trời cẩn thận hơn để tránh uổng mạng những linh hồn vô tội nghĩ đến đây hạ tĩnh thạch không nhịn được lắc đầu và mỉm cười trên đời này chỉ có nhất tiếu mới có thể nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ như thế đột nhiên hắn lại nghĩ đến phượng hí dương đã mấy ngày không gặp nàng trong lòng vẫn còn quan tâm đến nàng và sự điên cuồng lạ kỳ của nàng trong chuyện hôn nhân. Ngày hôm đó khi thấy gương mặt nàng tái nhợt, đầy vẻ kinh hoàng, hắn không khỏi cảm thấy áy náy. Vốn dĩ, nàng là một thiên kim kiêu hãnh với thần thái rực rỡ, nhưng giờ đây gương mặt lại đầy u sầu và tổn thương. Dù nàng không đòi hỏi nhiều, nhưng hắn vẫn không thể tự lừa dối bản thân. Thôi thì vẫn nên đi thăm nàng, vì trong tiệc cưới của Ninh Phi, nàng chắc chắn sẽ có mặt phượng hí dương tựa bên cửa sổ đưa tay hứng những giọt mưa nhỏ xuống từ mái nhà quần áo của nàng đã ướt và tâm trạng cũng u ám như bầu trời bên ngoài bên cạnh hạ tĩnh thạch như có một bức tường vô hình nếu không chạm vào sẽ không thấy nhưng mỗi khi đến gần lại có cảm giác đụng phải điều gì nàng không hiểu vì sao phụ vương lại yêu mẫu phi như vậy mà không chịu bỏ hết hậu cung vì bà dù phụ vương là vua một nước còn hạ tĩnh thạch chỉ là một vương hầu nhưng tại sao chẳng lẽ chỉ đơn giản vì nàng là người túc xa diễn dương chỉ trong mơ hắn mới gọi nàng như vậy dùng ánh mắt dịu dàng như ngọc đen ôn nhu nhìn nàng diễn dương khẽ giật mình đặt tay lên môi đôi môi hắn mềm mại tươi mát như sương mai mùa hè khi nàng chạm vào không thể kiềm chế mà càng lúc càng muốn hôn sâu hơn cứ mãi đuổi theo cảm giác mềm mại ấy cho đến khi khiến hắn tức giận một người đàn ông vốn ôn hòa, nay lại tức giận. Diễn dương, toàn thân nàng run lên, như thể đây không phải là mơ. Trong mơ, âm thanh ấy không thể rõ ràng đến vậy. Diễn dương, nàng không tin nổi, từ từ quay đầu lại, bất giác, nỗi tuổi thân trào dâng và những giọt nước mắt lớn dần rơi xuống. Thật sự là hắn. chương 44, ánh mắt của Phượng Hí Dương đầy hoảng loạn, đôi môi nàng khẽ run, nhìn hạ tĩnh thạch với vẻ không tin tưởng, trong mắt dần hiện lên một tia vui mừng, người đã đến rồi. Ừ, ánh mắt của hạ tĩnh thạch dừng trên gương mặt nàng, cố ý vô tình lờ đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nhìn ngươi có vẻ tinh thần không được tốt lắm. Không, ta ổn mà, diễn dương vội vã dùng tay áo lau đi nước mắt, ngài đến có chuyện gì không, ý ta là. Hạ tĩnh thạch mỉm cười nhẹ, ngắt lời nàng, bổn vương hiểu rồi không cần giải thích, nói xong, hắn bước vào trong. Hạ tĩnh thạch dừng lại trước mặt nàng, Ninh Phi và Tuyết Ảnh sắp thành thân, cần chuẩn bị mọi thứ chu đáo, người có thể tự mình sắp xếp không? Diễn dương ngơ ngác nhìn hắn, áo đã bị nước mưa làm ướt một nửa, trần trừ hỏi, ngài thật muốn giao việc này cho ta sao? Hạ tĩnh thạch khẽ gật đầu, đương nhiên, nếu người cảm thấy. Xin phu quân yên tâm, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo, mọi chuyện cứ giao hết cho diễn dương là được. Hạ tính thạch trầm ngâm bước vài bước, dịu dàng nói, sau khi về từ đế đô, bổn vương sẽ cử người chuyển giao các sự vụ trong thành cho ngươi. Ngươi nên dần dần quen thuộc từng việc một, vì ngươi là chính phi của bổn vương, có nhiều việc đúng ra nên do ngươi làm chủ. Nói đến đây, ánh mắt hắn dừng lại trên bàn, nơi có một trang giấy thiêu hoa bông tuyết, không kiềm được mà nghiêng đầu nhìn kỹ. Phượng Hí Dương đỏ mặt, bước vội đến, nắm chặt tờ giấy trong tay, hơi dỗi nói, phu quân sao lại tùy tiện xem đồ của thiếp viết chứ. Chỉ một cái liếc mắt, Hạ Tĩnh Thạch đã thấy rõ chữ trên giấy, ánh mắt vốn trong trẻo trở nên sâu thẳm, nghỉ ngơi sớm đi, nói xong, hắn bắt đầu bước ra ngoài. Thấy hắn sắp đi, diễn dương không do dự đuổi theo, chặn hắn lại trước cửa, vội vàng đưa ra tờ giấy đã vò nát trong tay diễn dương không có ý định giấu diếm phu quân chỉ là chữ viết xấu quá sợ phu quân cười chê nên mới vội vàng muốn lấy lại hạ tĩnh thạch khẽ nhách môi cũng không đưa tay ra nhận bổn vương không có ý gì khác chỉ là phải về để tiếp tục xử lý công vụ trời cũng không còn sớm người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi diễn dương không nói gì kiên quyết giơ tờ giấy nát ra chặn trước mặt hắn hạ tĩnh thạch nhìn nàng trần trừ trong chốc lát rồi khẽ thở dài dù có ngàn loại phong tình lại không biết nói cùng ai bổn vương thực sự đã hiểu nếu ngươi còn điều gì muốn nói cứ nói ra đi phượng hí dương im lặng một lát nhìn vào đôi mắt đầy bi thương và thống khổ của hắn gượng cười tự diễu gần đây thiếp thật sự đã trở nên mềm yếu không còn giống phượng hí dương chút nào cũng được nếu đã đến mức này thiếp không ngại nói rõ một lần có lẽ phu quân nghĩ rằng mối hôn nhân này với diễn dương chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng với diễn dương mà nói tài phú và quyền lợi vốn không đáng là gì dù là vương hầu hay người buôn bán nhỏ chỉ cần được ở bên người mình thương yêu cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thiếp cũng vui lòng chịu đựng nàng vô thức siết chặt tờ giấy trong tay rồi từ từ mở ra thiếp chỉ mong phu quân có thể thường xuyên ở bên cùng thiếp trò chuyện Gặp điều gì cũng có thể chia sẻ cùng nhau. Thiếp đã không ngừng ám chỉ, bày tỏ, luôn chờ đợi phu quân có thể đồng hành cùng thiếp vượt qua cuộc đời này. Có lẽ thân phận của thiếp mang lại khó xử cho phu quân, hoặc giữa chúng ta vẫn còn một số trở ngại, nhưng tình cảm diễn Dương dành cho phu quân từng chút một đều là thật lòng. Chúng ta đã là phu thê, đúng không? Tại sao phu quân không thể thử dần dần chấp nhận diễn Dương? Hạ tính thạch bình tĩnh, như thể những lời ấy không hề liên quan đến hắn. Ánh mắt đen thảm thoáng ánh lên chút cảm xúc, lại vô cùng sâu lắng và lạnh lùng. Người ta thường nói rằng những điều không thể đạt được luôn là đẹp nhất. Vì vậy, cảm giác của ngươi hiện tại có thể rất mãnh liệt, nhưng rồi sẽ dần phai nhạt, sau đó sẽ biến mất. Sau này, khi ngươi hồi tưởng lại, ngươi sẽ nhận ra rằng hiện tại chỉ là một ảo giác nhất thời mà thôi. Không sao, Bổn vương có thể cho ngươi chỗ rửa, có thể cho ngươi sự ấm áp, nhưng những điều đó không phải là tình yêu. Hơn nữa, hắn nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn phượng hí dương đang mẩn người, tiếp tục chậm rãi nói rõ: dù bổn vương có cho ngươi chút hơi ấm, ngươi cũng đừng nên tham luyến nó, vì ngươi không biết khi nào sẽ mất đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ chỉ càng thấy lạnh lẽo hơn. Ngươi quả thực dịu dàng, chu đáo, không ai có thể sánh bằng, nhưng cũng thật tàn nhẫn diễn dương cười khổ tại sao ngươi lại không thể nói dối ta một câu chỉ cần ngươi chịu nói ta thực sự sẽ tin ngay nếu ngươi chịu nói yêu ta ta thậm chí có thể thuyết phục phụ vương để phó nhất tiếu chuyện này không liên quan gì đến nhất tiếu hạ tĩnh thạch lạnh nhạt nói đừng làm phiền hạnh phúc của nàng nữa vậy còn hạnh phúc của ta thì sao tại sao ngươi không nghĩ cho ta một chút diễn dương cười vô tình để rơi một giọt nước mắt tại sao trong lòng ngươi chỉ toàn là nàng rốt cuộc ta thua kém nàng ở điểm nào nàng thật sự cảm thấy đau đớn lần này là cơn đau như vỡ tan từng mảnh như dì máu bao năm qua nàng đã toàn tâm toàn ý yêu hắn lún sâu không lối thoát mong muốn mang lại niềm vui cho hạ tĩnh thạch muốn hy sinh vì hắn nhưng chỉ với vài lời của hắn tất cả đã bị đánh tan thành từng mảnh hạ tĩnh thạch lạnh nhạt nói người thông minh tự tin như vậy cần gì phải hỏi những câu như thế này. Chúng ta đều hiểu rõ, cuộc hôn nhân này chỉ là một vũng bùn độc hại, nhưng vẫn chấp nhận nhảy vào, vì nó thỏa mãn những khiêm khuyết của cả hai. Người cần gì phải vướng bận với bổn vương lúc này. Dưới ánh đèn dọc hành lang, Phượng Hí Dương nhìn rõ đôi mắt của Hạ Tĩnh Thạch, người đàn ông thanh tao, ngạo nghễ là thế, lại mang đôi mắt không hề có chút tình cảm, không một tia hy vọng hay gợn sóng. Đôi mắt ấy đen như đá quý, nhưng lại chứa đựng một khoảng trống tuyệt vọng màu xám. Nàng không khỏi dùng mình. Nghỉ ngơi đi, hắn khẽ thở dài, nói nhỏ. Hạ tĩnh thạch lướt qua nàng, phượng ý dương bỗng quay đầu lại, trong mắt tràn đầy cuồng si, phu quân, ta sẽ không buông tay. Thân hình hạ tĩnh thạch chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục bước về phía trước. Gió cuốn theo câu trả lời mơ hồ của hắn vút lên tận trời cao rồi lại quay về bên tai nàng, tùy ngươi phảng phất như câu nói cuối cùng đã rốt cạn toàn bộ sức lực của mình phượng hí dương mệt mỏi dựa vào tường lảo đảo trở lại mép giường và nằm xuống chiếc chăn đắp vẫn lạnh lẽo chiếc chăn đắp vẫn lạnh lẽo dường như không bao giờ có thể làm ấm được những hình vẽ linh thú trên màn giường lại như thường ngày giường nhanh mua vuốt nhảy múa loạn xả tựa hồ sẵn sàng lao tới nuốt chừng nàng nàng không còn chỗ nào để trốn cũng chẳng đủ sức để trốn nàng chỉ có thể nằm đó, mắt mở to, bất động cho đến khi trời rạng sáng. chương 45, Lăng Tuyết Ảnh và Vân mặc hình nhanh chóng chuyển từ xa lạ thành thân quen, tạo nên tình cảm sâu đậm của mẹ chồng nàng dâu. Nếu không phải Ninh Thúc Thần và Ninh Phi mạnh mẽ phản đối, Vân mặc hình sớm đã chuyển đến ở cùng Tuyết Ảnh, thắp nến tâm sự suốt đêm ngay từ khi đến lục thành lúc đêm xuống. Những ngày sau đó, hai người đàn ông thực sự hiểu ý nhau, thay phiên nhau tạo khoảng cách để ngăn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thân thiết đến mức có chút quá đà, cho đến khi. Hôm nay, từ sáng sớm Ninh Phi đã đến trước phòng của tuyết ảnh. Đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ vọng ra từ bên trong. Đúng rồi, nên chỉ cần hắn dám hung dữ với ngươi, ngươi cứ thế mà trị hắn. Nghe vậy, Ninh Phi chợt cảm thấy yếu lòng, giọng nói đó quá quen thuộc, đến kiếp sau chắc cũng khó mà quên đó là giọng của vị mẹ bất công không cần con trai của hắn được tiếng nói đầy hứng khởi vang lên từ tuyết ảnh thật ra ngày thường hắn cũng khá tốt chỉ khi ta nói muốn học dùng đao thì mới quay sang gây sự với ta chuyện này dễ thôi vân mặc hinh nói đầy tự đắc ngươi chỉ cần nghe đến đây ninh phi không nhịn được nữa lập tức mở cửa phòng xông vào tiếng thảo luận sôi nổi bên trong nhanh chóng chuyển hướng thật ra hoa trọng dáng Hạch lựu, sơn hoa và tô phương mộc đều có thể dùng để làm yến chi đó. Phi, sao chàng lại đến sớm vậy? Vân mặc hình đang cầm một mảnh miên yến chi để trang điểm cho tuyết ảnh. Chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại vui vẻ nói tiếp. Có một loại hoa tên hồng lam, khi nở, nếu hái xuống và giã trong chảy đá, phần nước vàng chảy ra sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại nước hồng. Sau khi phơi khô sẽ đông đặc lại thành một loại mỡ mềm mượt. Cắt thành lát là thành yến chi kim hoa ngự cung. Tuyết ảnh ngạc nhiên nói, dân gian vẫn truyền rằng kim hoa yến chi ngự dụng là do hàng trăm loại kỳ hoa kết hợp lại mà thành, hóa ra cách chế tạo lại đơn giản thế này. Ninh Phi, đừng đứng mãi ở đó, che sáng rồi. Ninh Phi cười giở khóc đứng bên cạnh Vân Mặc Hinh, mẫu thân, sao hôm nay dậy sớm vậy? Vân Mặc Hinh khéo léo dùng khăn lụa lau đi lớp phấn thừa trên mặt tuyết ảnh, đáp ông bà thông ra chẳng phải hôm nay đến sao nếu dậy trễ sẽ bị cha ngươi gọi đi làm hết việc này đến việc khác đâu còn thời gian để cùng các con đi đón họ ninh phi lúng túng gãi đầu thật ra mẫu thân cứ ở nhà chờ cũng được mà ôi trời đây là từ đâu có được vậy vân mặc hinh đột nhiên kêu lên kinh ngạc nhặt một chiếc lược cài tóc bằng mọc xanh trên bàn trang điểm trên thị trường chưa từng thấy bán loại này tuyết ảnh vui vẻ nói là cha mang về khi đi xa nhà lần trước. Trong nhà còn mấy cái nữa, nếu bà không chê là đồ đã dùng thì cứ cầm tạm một cái. Khi Tuyết Ảnh đến kinh thành sẽ mang thêm về. Như vậy sao được? Vân Mặc Hinh vội vã xua tay, hơn nữa loại ngọc tốt thế này, để ta một bà lão dùng thì quá phí phạm. Nếu không phải vì phải ra ngoài gặp gỡ thường xuyên, với tuổi này, ta đã không tô vẽ lông mày để người ta cười chê. Sao lại thế được? tuyết ảnh cười tươi như hoa khi bà bà đứng cạnh thiếp nhìn hệt như hai chị em làm sao có ai dám chê cười chứ lại nói tuyết ảnh thấy bà bà vẽ lông mày rất đẹp vẫn luôn muốn tìm cơ hội để học hỏi nếu bà bà thấy dùng lực này là phí phạm tuyết ảnh còn thấy mình không dám dùng nữa những lời này khiến vân mặc hinh vui sướng vô cùng mặt mày rạng rỡ bà quay người vỗ mạnh vào ngực ninh phi một cái người ta nói sinh con trai không bằng cưới con dâu quả thật không sai nhìn tuyết ảnh hiểu chuyện như thế ai như ngươi suốt ngày chỉ biết làm nương bực mình ninh phi bị mẹ vỗ bất ngờ suýt sặc lên tuyết ảnh vội bước tới vỗ lưng cho hắn sao chàng lại thế này sao tự dưng ho khan như vậy vân mặc huynh cũng lo lắng tiến lại gần chắc là do mấy ngày nay bận quá cơ thể mệt mỏi lắm rồi hay là con về nghỉ ngơi đi để nương và Tuyết Ảnh đi đón khách là được." Ninh Phi vừa ho sặc sụa vừa ngượng ngùng nói, "Không sao đâu, không sao đâu." Thấy Vân Mặc Hình Định nói thêm, hắn lùi lại hai bước, "Ta, ta đi gọi cha dậy." Nói xong vội vàng chạy ra khỏi phòng. Phía sau vang lên tiếng cười sảng khoái của hai người phụ nữ. Hạ Tĩnh Thạch ngồi tĩnh lặng trong thư phòng, làn khói mỏng từ lư hương nhẹ nhàng uốn lượn bay lên, ngoài cửa sổ những cành trúc đung đưa trong gió ở ngoài hành lang một con chim hàn cao không ngừng lặp lại câu nói điện hạ nên nghỉ ngơi điện hạ nên nghỉ ngơi bất chợt hắn bật cười thành tiếng người hầu bên cạnh ngơ ngác nhìn nụ cười của hắn nhưng không dám hỏi lý do nếu năm đó không xảy ra biến cố ngoài ý muốn kia có lẽ cuộc chiến tranh giành ngai vàng mà bao người thèm khát sẽ thực sự kết thúc trên người hắn lúc này con chim hàn cao treo ngoài hành lang đáng lẽ cũng sẽ giống con chim trong thư phòng của thánh đế luôn miệng gọi bệ hạ an khang bệ hạ an khang nhất tiếu chưa từng thấy loài chim biết nói nên khi thấy con hàn cao im lặng ngay khi có người đến gần nàng tò mò ngẩng đầu chăm chú nhìn con chim trong lồng đang vỗ cánh bất ngờ nàng cười phá lên như con gà mái rồi trêu chọc nó cạc 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 nói đi nào nói bệ hạ an khang đi nào sự nhại giọng kỳ quặc của nàng khiến hắn không nhịn được cười khẽ ngại gần thánh đế tiêu vị nhiên cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe miệng không khỏi rung rinh ninh phi lại càng không nhịn nổi cười đến mức phải dựa vào bệ cửa đột nhiên anh nghiêm mặt lại khi thấy thánh đế đã đứng ở cửa thư phòng rõ ràng đã nghe hết câu chuyện ánh mắt ông đầy vẻ thích thú khi thánh đế ban thưởng phó nhất thiếu lại trần trừ không bước lên nhận một lúc sau nàng mới ngượng ngùng khẽ khàng thỉnh cầu thần hạ có thể đổi phần thưởng này lấy con chim ngoài kia không Thánh đế mỉm cười, con chim bên ngoài đã thuần phục rồi, không thể tặng cho ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi một con chưa qua thuần hóa, ngươi thấy thế nào? Nhất tiếu vui mừng khôn xiết, lập tức cúi đầu tạ ơn. Mang theo con chim hàn cao và chỉ dẫn thuần hóa từ cung đình, nàng trở lại lộc thành. Nhất tiếu từ khi trở về liền tự nhốt mình trong phủ, khiến hắn vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Mỗi lần phái người đến hỏi thăm, đều nhận được câu trả lời giống nhau, Phó đồ ý nói nàng đang bế quan, bảo điện hạ kiên nhẫn chờ đợi. Khi nhất tiếu ôm một chiếc lồng lớn được bọc kín bằng vải đen lao vào thư phòng của hắn, đã là một tháng sau. Trông nàng gầy đi rõ rệt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, đầy sức sống. Không đợi hắn mở miệng hỏi, nàng giơ tay ra hiệu im lặng. Rồi nhẹ nhàng vén tấm vải đen che chiếc lồng sắt. Con hàn cao trong lồng nhảy nhót lung tung, nhưng bất kể nàng có trêu chọc thế nào, nó vẫn không chịu nói một lời. Nhất Tiếu mệt mỏi vỗ nhẹ lên chiếc lồng sắt, vừa như đang giải thích, vừa như đang trách móc, sao lại thế này nhỉ? Rõ ràng nó đã học nói rồi, sao vừa vào nội thành lại như người câm vậy? Thấy Nhất Tiếu mồ hôi nhễ nhại, hắn rót một ly trà đưa cho nàng. Nàng rõ ràng rất khát, nhận lấy rồi uống cạn một hơi như dế uống nước, sau đó lấy tay áo lau sạch vệt nước trên môi. Rồi nàng lại cau mày ngẩn ngơ nhìn vào lồng chim. Còn hàn cao bị bỏ lơ bỗng nhiên cất tiếng kêu rõ ràng, điện hạ nên nghỉ ngơi, điện hạ nên nghỉ ngơi. Nhất tiếu sững sờ một lúc, rồi bất ngờ reo lên, lập tức nhào vào lòng hắn, lay mạnh vai hắn, nghe thấy không? Nghe thấy không? Nghe thấy rồi chứ? Nàng túm lấy hắn, vừa nhảy vừa cười, nó vừa nói chuyện đấy, nó biết nói rồi. Ha ha ha, dễ cầu vô giá bảo, khó gặp được người có tâm. Khoảnh khắc ấy, lòng hắn tràn ngập cảm giác dịu dàng. Phu quân, Phượng Hí Dương gọi, đẩy cửa bước vào thư phòng. Trong khoảnh khắc nhìn lên, nàng bắt gặp nụ cười ấm áp trên mặt hạ tĩnh thạch. Nụ cười ấy như một nhát dao đâm vào lòng nàng. Nụ cười dịu dàng ấy, dĩ nhiên không phải dành cho nàng. Nàng cúi đầu như thể chẳng thấy gì, đưa danh sách quà tặng trong tay đến trước mặt hạ tĩnh thạch đây là danh sách quà tặng mà Diễn Dương đã chuẩn bị, phu quân muốn xem qua chứ. Hạ tĩnh thạch khẽ gật đầu, nhận lấy rồi chỉ lướt qua vài dòng đã nhíu mày, nhặt chiếc bút trúc trên bàn lên sửa lại, kim ngọc, san hô, làm bích và chiều châu mỗi loại chỉ cần một mâm là đủ. Châm dài bằng vàng và châm dẹt 10 chiếc, vòng vàng, vòng ngọc xanh, vòng ngọc trắng, vòng nạm ngọc trai, vòng nạm san hô mỗi loại hai đôi. San hô, ngọc hồng, châu chính, ngọc xanh, vòng gỗ già nam hương và vòng từ kim mỗi loại một đôi, còn lại tất cả bỏ bớt đi. Hắn ngẩng lên nhìn Phượng Hí Dương, một cáo mệnh nhị phẩm, làm sao chỉ với trang sức mà ban phát mấy chục loại, đến hàng trăm món như thế được. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.